Từ cuối năm 1980, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã kêu gọi mọi người nhận thức sự thật là ăn thịt làm cạn kiệt các tài nguyên quan trọng của địa cầu và phá hủy ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nếu quý vị muốn nuôi heo hay bò thì cần rất nhiều thóc lúa, rất nhiều năng lượng, rất nhiều nước, rất nhiều điện, rất nhiều thuốc trụ sinh, rất nhiều thực phẩm và chất đạm. Để có 1 kg thịt bò, quý vị phải chi phí rất nhiều năng lượng của quốc gia, tiền bạc, nước, nước sạch để đổi lấy nước ô nhiễm vì chất thải từ thú vật. Và tất cả những thứ như vậy, khi tính đến phí tổn, thì đây là kinh doanh thua lỗ, lãng phí quá nhiều thực phẩm thiên nhiên để cho khẩu vị của mình. Chúng ta làm kiệt quệ tài nguyên địa cầu để cung cấp thực phẩm, nuôi gia súc. Quý vị biết bao nhiêu chất đạm, thuốc men, nước uống, nhân lực, xe cộ, xe vận tải, đường xá và hàng trăm ngàn mẫu đất chỉ để phí phạm trước khi một con bò đủ lớn cho một bữa ăn. Nếu tất cả tài nguyên này được phân phát đồng đều cho các quốc gia kém phát triển thì chúng ta có thể giải quyết nạn đói trên thế giới. Điều đáng tiếc là chúng ta rất thông minh và văn minh, nhưng đa số chúng ta không biết nguyên nhân gây ra sự đau khổ của các quốc gia láng giềng. Đó là vì khẩu vị, vì miếng ăn, vì bao tử của chúng ta. Chúng ta làm cạn kiệt địa cầu vì chúng ta nuôi gia súc và động vật. Địa cầu của chúng ta đang sụp đổ vì thực sự là chúng ta ăn quá nhiều thịt. Mỗi năm chúng ta đốn rừng với diện tích lớn bằng một nước Anh chỉ để nuôi thú vật. Cho nên đã có bao nhiêu rừng mưa bị phá hủy rồi. Điều này sẽ thay đổi bầu khí quyển, thay đổi mưa rơi. Do đó địa cầu đang bị hâm nóng. Rồi nhiều nơi có vấn đề với lũ lụt và đồng thời hạn hán kéo dài. Tác hại của lối ăn thịt thật vô cùng nghiêm trọng. Nhiều quốc gia trên thế giới bị khan hiếm nước. Tại sao? Bởi vì họ lấy hết nước từ sông để chuyển nó vào trang trại, công xưởng lớn như xí nghiệp chăn nuôi. Họ phải dùng rất nhiều nước cho động vật uống và rồi dùng nước để trồng hoa màu cho động vật ăn. Trước khi động vật chết, họ phải dùng nước để rửa chuồng mỗi ngày và thải nước này vào các dòng sông. Và khi họ giết động vật, họ cũng cần rất nhiều nước để rửa nữa. Và khi người ta ăn ở nhà, họ lại cũng dùng nước để rửa, để nấu. Cho nên không có điểm dừng. Thật ra có đủ nước cho tất cả chúng ta và dư thừa cho mọi người. Chúng ta bắt đầu chỉ nhảy thịt này, rồi mọi sự trở nên tệ hơn, cần thêm nhiều bệnh viện, thuốc men, thêm bệnh tật, thêm khan hiếm đủ loại, thêm nhiệt độ tăng cao và thêm đau khổ, thiên tai, thêm nạn đói, thêm chiến tranh, trại nuôi cá giống như xí nghiệp chăn nuôi trên đất liền, có những vấn đề tương tự về môi sinh, với những ảnh hưởng bao quanh, ô nhiễm các nguồn nước, cá công nghiệp được nuôi trong những khu vực có rào lưới lớn ngoài khơi, với thức ăn dư thừa, phân cá, thuốc trụ sinh hoặc thuốc và hóa chất khác tràn vào những vùng nước chung quanh, làm hại hệ sinh thái và gây ô nhiễm nguồn nước uống của chúng ta, đồng thời làm suy kiệt cá thiên nhiên, loài cá như cá hồi mà con người ăn thường được nuôi với thức ăn là loại cá khác như cá cơm với số lượng khổng lồ. Những nghiên cứu tìm thấy rằng với mỗi ký lô cá hồi được bán trong siêu thị chỉ cần 4 kg cá thiên nhiên bị bắt để nuôi cá hồi. Trong một báo cáo năm 2006 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc có ước tính rằng ngành chăn nuôi tạo ra 18% tổng lượng khí thải nhà kính do con người gây ra. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện Quan sát Thế giới
được công bố vào năm 2009. Trên thực tế, ngành chăn nuôi tạo ra hơn một nửa lượng khí thải nhà kính. Mỗi nghiên cứu khoa học mới đều phát hiện rằng ngành chăn nuôi, việc giết thú vật, lấy thịt này, chịu trách nhiệm ngày càng nhiều đối với nạn khủng hoảng biến đổi khí hậu trên địa cầu chúng ta. Thực tế, những tính toán gần đây nhất đã kết luận rằng ngành chăn nuôi thải ít nhất là 51% tổng số lượng khí nhà kính gây ra nạn hâm nóng toàn cầu. Ngay sau báo cáo mới này, các nhà nghiên cứu từ NASA vừa tuyên bố rằng khí metan, khí gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh, mà chủ yếu do con người tạo ra từ kỹ nghệ chăn nuôi, từ tích giữ nhiệt nhiều hơn tháng khí gấp 100 lần trong vòng 20 năm. Tin mừng là khí metan tan biến khỏi bầu khí quyển trong khoảng 12 năm, trong khi tháng khí cần hàng ngàn năm để biến mất. Vậy nếu muốn tạo sự khác biệt bao lẹ, hữu hiệu ngày nay, chúng ta phải ngưng việc tạo khí metan từ nguồn nước nguyên thủy, từ nguồn nguyên thủy lớn nhất này, đó là kỹ nghệ chăn nuôi. Không chỉ động đất, không chỉ sóng thần, không chỉ bão tố, không chỉ bão lốc, chính mực nước biển dâng cao khiến người ta bị mất đi nhà cửa, mất quê cha đất tổ, đi tha hương cầu thực, đồng thời mất đi phẩm giá, mất đi quyền chăm sóc gia đình của họ, mất đi danh dự, mất đi địa vị, làm người chăm sóc gia đình, mất mọi thứ, không chỉ tài sản vật chất mà còn mất đi người thân nữa. Và những hiện tượng khắc nghiệt như vậy bao gồm lũ lụt ồ ạt song song với hạn hán kéo dài, rất dễ thấy nhiều hình thức nguy hại đến môi sinh có sự liên kết với kỹ nghệ sát sinh này mà chúng ta gọi là tiêu thụ thịt, tàn sát tập thể, hàng tỷ mạng sống thú vật vô tội. Ý nghĩa chăn nuôi giống như là sản xuất thực phẩm ngược đời. Thật sự, sản phẩm chính là nạn đói, chiến tranh, chết chóc và tàn phá, có lẽ còn phá hoại toàn thể địa cầu và mọi sự sống trên địa cầu này. Con đường chúng ta đang đi có viễn cảnh giống như vậy. Rất nhiều vấn đề phát sinh như thiếu nước, khủng hoảng thực phẩm, ô nhiễm nước, không khí và đất, nạn phá rừng, nạn sa mạc hóa, vùng chết ở đại dương và mất đa dạng sinh học. Chúng ta dùng gần như một nửa lượng ngũ cốc của thế giới để đổ vào kỹ nghệ thịt và bơ sữa, dùng phần lớn nguồn nước của mình. Gần một nửa số cá toàn cầu bị bắt để đem nuôi gà và heo, và 30% đất không đóng băng của địa cầu bị dùng cho kỹ nghệ chăn nuôi, nuôi thịt, nuôi thú để lấy thịt và nghề có liên quan. Với hai mẫu đất, chúng ta có thể cấp dưỡng cho một người ăn thịt hoặc là 80 người thuần chay khỏe mạnh. Tin mừng là nếu chúng ta ngưng ăn thịt và bơ sữa, chúng ta có thể phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ cả sinh vật, chặn đứng trên 60% biến mất đa dạng sinh học, tiết kiệm 4/5 phí tổng kinh tế cho việc giảm khí thải trong vòng 50 năm và nhiều nhiều nữa. Dĩ nhiên, chúng ta cứu mạng bằng cách chấm dứt tất cả bệnh tật cho tiêu thụ thịt và ngưng nạn hâm nóng toàn cầu để cứu địa cầu. Kỹ nghệ thịt không phải là thương mại có lợi, với phí tổn sản xuất rất cao về điện, nước và lúa thóc phải bị vi phạm để sản xuất cùng một lượng cái gọi là thực phẩm mà có thể thay thế được. Chúng ta có thực phẩm tốt hơn thịt. Thí dụ, nếu không có trợ cấp cho thịt burger, cho kỹ nghệ thịt, nếu chính phủ không cho kỹ nghệ thịt bất cứ trợ cấp nào trong mọi trường hợp, thì một miếng thịt hamburger mà một số người ăn được sản xuất bằng cách phá rừng, chỉ riêng ở Ấn Độ sẽ có khoảng $200
$200. Không phải chỉ 99 cent. Not just 99 cent. Như quý vị mua ở một số tiệm. Như quý vị thấy, sẽ tốn $200 phí tổn thận của bánh mì, thịt hamburger. Bây giờ ở Hoa Kỳ, thậm chí trước khi cúm heo bắt đầu, ngành chăn nuôi heo, kỹ nghệ nuôi heo đã thất thoát hàng tỷ đô la. Tại sao? Bởi vì họ không mua nổi ngũ cốc để nuôi gia súc do giá thực phẩm cao và giá thực phẩm ngày càng leo thang. Vậy làm sao họ sống sót? Tiền thuế của quý vị nộp cho chính phủ. Chính phủ trợ cấp họ, đó là cách họ sinh tồn, đó chính là tiền của quý vị. Là những gì quý vị đang ăn, bánh mì, thịt hamburger này và thịt hamburger bò có chứa một phần của thú vật mà quý vị thậm chí không biết chúng từ đâu ra và chứa đủ loại vi khuẩn, đủ loại bệnh tật, nguồn gốc sinh bệnh. Không những chúng ta trả rất nhiều tiền thuế cho những trợ cấp kỹ nghệ thịt, mà chúng ta còn trả rất nhiều tiền thuế cho việc nhập viện, cho việc chôn cất người thân của mình, có sự đau lòng chúng ta phải chịu đựng cả đời vì mất đi một trong những người thân yêu nhất. Mỗi ngày khi chúng ta ăn thịt, chúng ta đang thử trò may rủi. Cái giá đắt đó là sức khỏe và chính mạng sống quý báu của chúng ta. Chung cuộc, chúng ta là người thua thiệt và đây là sự thua lỗ. Ít nhất 20 triệu người chết hàng năm trên thế giới vì nguyên nhân liên quan đến thịt và sản phẩm bơ sữa. Tổn thất toàn cầu hơn 1.000 tỷ đô la hàng năm, chưa kể đến mất mát to lớn của sự đau khổ trong gia đình, bè bạn và mất cha mẹ, con cái, người yêu, chồng vợ, vân vân. Tất cả đau khổ này và tất cả tiền thuế này tiếp tục trả và tiếp tục hoài, và quý vị làm việc ngày đêm chỉ để kiếm đủ sống, chỉ để sinh tồn, và tất cả tiền này phải chi cho đủ thứ, không giúp gì cho mình cả, chỉ lãng phí tài nguyên, tài chánh và sức lực quốc gia, sức khỏe và hạnh phúc của con người, chỉ là lãng phí. Đây là thương mại rất tệ. Như quý vị thấy, kỹ nghệ thịt rất tệ, vô cùng tệ hại cho chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh có thể tưởng tượng, trong mọi khía cạnh có thể tưởng tượng, bây giờ nếu trợ cấp không được dùng để hỗ trợ cho họ, các nông gia trong kỹ nghệ chăn nuôi không thể kiếm đủ sống bằng việc kinh doanh của họ, họ lẽ ra đã phá sản rồi. Nên tôi đề nghị chính phủ đừng trợ cấp gì thêm cho kỹ nghệ chăn nuôi nữa. Thay vì vậy, hãy bảo họ chuyển sang làm nông gia thuần chay. Những hố phân lớn như hồ nhân tạo mà người ta đào để chứa tất cả chất thải của thú vật, chúng sinh ra ruồi muỗi và côn trùng, gây nhiễm bệnh chết người, làm cho những người sống quanh đó không ở được nữa. Thậm chí một dặm quanh đó hoặc ít nhất một cây số quanh đó có mùi hôi khủng khiếp, ruồi muỗi côn trùng bám đầy nhà và cửa trong đêm nghịch. Tất cả những chất thải này từ đâu ra? Thậm chí từ tiền thuế của chúng ta, tiền của người đóng thuế. Đúng vậy, bởi vì chính phủ trợ cấp cho ngành công nghiệp chăn nuôi rất nhiều tiền. Nếu không, một chiếc bánh mì kẹp thịt sẽ có giá từ 30 đến 100 đô la, thậm chí 200 đô la, chứ không phải 1 đô la như kỹ nghệ đồ ăn nhanh mà người ta bán. Đúng vậy, vì thế nó sẽ giá trị 30 đến 200 đô la thay vì 1 đô la. Và bây giờ nó có giá là 99 cent. Chúng ta tính thành 1 đồng. Mọi người nghĩ quá rẻ. Rẻ sao? Tiền của mình đó. Chính phủ dùng tiền của chúng ta để trợ cấp cho ngành công nghiệp thịt, bởi vì đôi khi họ không có đủ tiền để duy trì. Thì nếu mọi người không mua thì chính phủ phải mua thôi. Chính phủ trợ cấp tiền cho họ, rồi trợ cấp thêm nữa, trợ cấp nhiều hơn là giá thịt. Bởi vì đôi khi sau khi dịch bệnh xảy ra, nạn dịch, người ta bỗng nhiên không ăn thịt nữa và họ ngừng mua, thì ngành công nghiệp thịt bị lỗ vốn, nên chính phủ trợ cấp thêm tiền, thêm nhiều nữa. Thậm chí không có bệnh dịch gì, chính phủ vẫn luôn trợ cấp cho ngành công nghiệp thịt.